Vâng, em xin chào và kính chào toàn thể các bác nhé. Cũng như là chào anh Vũ Minh ở Kiên Giang. Thì hiện tại thì các bác đang nhìn thấy đây là một cái bộ combo gồm 4 thớt sản phẩm test cho anh Vũ Minh ở Kiên Giang. Trị giá của 4 sản phẩm này là 8.900.000. Thì anh Vũ Minh có chuyển khoản đặt cọc bên Micro Audio là 900.000 rồi. Khi nào anh nhận hàng kiểm tra ok như vậy, anh thanh toán nốt cho bên bưu điện là 8 triệu. Trước khi đi vào chi tiết thì các bác vừa được thẩm âm một chút nhạc về 4 cái sản phẩm này. Phải nói là kết hợp rất là tuyệt vời với những cái sản phẩm mới và sản phẩm bái với nhau. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết để các bác cùng tham khảo với anh Vũ Minh 4 thớt như vậy, để các bác về các bác ghép với những đôi loa nhà các bác đang có. Đầu tiên thì các bác đang nhìn thấy đó là dòng đẩy bái xịn của dòng LA400+ các bác nhé. Thương hiệu của STV Duo, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. LA400+, dòng đẩy là dòng đẩy 2 kênh. Bên trên đó là dòng nâng tiếng Idol 100. Và bên trên nâng tiếng là một chiếc vang Neck FX12 Pro, phiên bản cao cấp, về nâng cấp về phần giải delay và repeat, cũng như là phần lọc nhạc để đẩy cái giải lời lên rất là sáng, bass sâu hơn. Và trên cùng thì sẽ có một chiếc lọc của hãng DBX231, hàng bãi xịn các bác nhé. Các bác lưu ý đây là hàng bãi xịn, không phải hàng mới các bác nhé. DBX231. Các bác cũng có thể xem những cái video mà bên em đã đăng tải trên kênh để các bác biết được, phân biệt được cái hàng mới và cái hàng bãi nó như thế nào. Đó là 4 thớt sản phẩm cho anh Vũ Minh. Đây em sẽ thử lại cho các bác thẩm âm nhé, được xem khi mà nó không qua lọc và qua lọc nó như thế nào các bác nhé. Đây hiện tại là đang chưa qua lọc các bác nhé. Em đang tắt chế độ qua lọc là nó trầm như vậy. Và em sẽ nhả cái chế độ qua lọc nha các bác nhé. Đó các bác thấy nào, bát đầm hơn, sáng tính lời và chép mạnh hơn này, sạch tiếng hơn này. Đó, các bác chờ một chút để nhạc lên, để có lời để các bác biết được cái giải lời nó rất là sáng và sạch các bác nhé. Thấy độ trầm như chưa ạ? Độ trầm. Thứ nhất giải bát, thứ hai là lời và thứ tư giải chép, thứ ba là giải chép quá nhá. Đó các bác nghe này, khác không ạ? Các lưu ý là khi qua lọc thì tiếng trống sẽ đầm hơn, đó, đầm hơn và mạnh hơn, và giải lời và chép nó sạch hơn và sáng tiếng hơn. Đó là khi được lọc qua lọc các bác nhá. Còn nếu mà khi không qua lọc thì cái giải nó sẽ trầm hơn. Khi chỉ có 3 thớt đẩy và nâng tiếng và chiếc ca vang thôi thì nó sẽ trầm tiếng hơn so với là khi các bác ghép thêm lọc. Tất cả các bác mua hàng thì với cũng như anh Vũ Minh thôi, mua hàng tại bên Micro Audio sẽ tặng kèm đủ các dây jack. Đó, và ký hiệu chi tiết. Và gửi chi tiết qua Zalo. Khi nào anh nhận hàng thì anh sẽ tự đấu nối nó và cắm điện cho nhạc vào là chạy thôi. Đó, rất là đơn giản. Với 4 thớt sản phẩm 8.900.000 cho anh Vũ Minh ở Kiên Giang. Các bác nào mà có nhu cầu một cái combo như vậy thì có thể liên hệ, hoặc là các cái combo lớn hơn để đánh những dòng loa khỏe hơn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn và phối ghép thêm. Vâng, em xin được kết thúc video. Chào các bác cũng như là chào anh Vũ Minh nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.